Đấy đó. Hello hello cả nhà mình nha. Kênh Liên Cần Thơ xin chào mấy chị đẹp, mấy chị gái nhà mình nha. Cái gì? Làm không yên được với cái con này luôn á mấy chị, nhìn nó nè, để em cho mấy chị xem nha. Đó. Đó nó kêu kìa. Anh ngồi dưới trụng kem thì ở trên nó phá. Xuống dưới đây nè, đi đường kia xuống đi. Lên xong rồi nó kêu ẩm xuống. Hello mấy chị nha, hôm nay thì đơn sĩ nhiều mấy chị, đơn sĩ lấy nguyên liệu nhiều ha. Đỡ hôm nay phe đơn với mấy chị coi quá trời quá đất rồi mấy chị ơi. Quá trời quá đất rồi mấy chị em nhà mình ơi, cảm ơn mấy chị em nhà mình đã ủng hộ em nha. Thì hôm nay em sẽ lựa ra một cái da. Một cái da. Da nào ta? Sẽ lựa ra một cái da cho cái chị chọn cho chị Sương Phạm đi. Chị Sương Phạm này á, chị đòi trắng mà da chị thì bị ngứa nữa, cho nên là em cũng không biết đường chọn luôn mọi người. Nếu mà da mấy chị mà bị nhạy cảm là tuyệt đối không có bỏ tẩy, không có bỏ kích, chỉ có cốt thái dưỡng thôi. Nhưng mà xài cốt thái dưỡng thì nó chậm lên tông, mà chậm lên tông thì bà không chịu, bà đòi phải lên tông phải trắng nhiều nữa. Mấy chị tại sao mà mấy chị da mấy chị nói với em là mấy chị xài kem hoài mà mấy chị không trắng? Là tại vì mấy chị hiện tại mấy chị đang xài cốt thái dưỡng, lý do da mấy chị mỏng, da mấy chị bị ngứa này kia các kiểu thì mấy chị không có xài tẩy, hoặc là xong không có xài kích, không có xài mấy cái chất mạnh, thì dĩ nhiên da của mấy chị giống như em vậy đó. Đang xài hiện tại là cái cốt thái dưỡng, cho nên là da em hiện tại nó không có trắng trắng toát giống như những người khác. Da em là dạng da trắng bình thường. Da em là dạng da trắng bình thường, trắng tự nhiên ha. Đi ra đường thì người ta nhìn da em, ta tưởng là không có xài kem, xài phấn gì hết, nhìn nó trắng cái mức độ giống như là trắng tự nhiên, trắng bình thường vậy đó. Thì chị em nào mà da nhạy cảm thì bắt buộc mình không xài tẩy. Mà nếu như mà xài tẩy á, thì nó sẽ bị ngứa. Đó, tại vì nhiều da mà nó nhạy cảm thì nó sẽ ngứa. Nhưng mà chỉ kêu là pha cho chị thử xài, thì ví dụ như mình muốn trắng thì thử xài, thì em sẽ pha cái dạng tẩy nhẹ cho chị. Tẩy vừa, tẩy nhẹ thôi rồi mình xài thử. Ok thì mấy mốt mình tăng đô lên ha cả nhà ha. Đó, chứ bây giờ mà muốn trắng mà không bỏ tẩy nữa thì không thể nào mà trắng nhiều được. Cái dạng mà trắng không bỏ tẩy là giống như là cốt thái dưỡng giống như em, là nó sẽ không có bỏ tẩy, không bỏ gì hết, chỉ cốt thái dưỡng với mình pha thôi, thì nó sẽ lên tông từ từ, nó lên tông từ từ mà nó trắng tự nhiên, trắng hồng hào giống như da em ha mọi người ha. Cho nên là nhiều ca mấy bà bắt tôi làm khó quá, tôi làm không nổi luôn, thật sự luôn, đòi trắng mạnh, trắng nhiều, da chị đó giờ xài kem không trắng mà pha tẩy pha mạnh thì không chịu, chỉ đòi cốt thái thôi, không bỏ tẩy. Không bỏ tẩy thì không thể nào mà lên trắng nhiều được mọi người. Không bỏ tẩy, không pha kem mạnh thì không thể nào mà trắng nhiều được. Bắt buộc là mình phải xài cái dạng trắng từ từ, dưỡng từ từ ha. Thì mình kết hợp thêm, mình đẩy tế bào chết rồi mình tắm trắng gì lột gì đó các kiểu rồi mình dưỡng. Nhưng mà nó sẽ chậm hơn so với những cái kem mạnh nha cả nhà nha. Đó nè, mấy chị thấy tóc em nó ra nè mọi người. Xài xịt tóc có một chai một mà nó ra cái này cả nhà thấy không, tua tủa luôn. Bởm em bị hói chỗ này mấy chị nhớ không, bị hói nguyên lõm này, bên này nó ra nè. Nói chung mấy cái dòng xịt tóc á cả nhà, xịt bưởi hoặc là xịt tóc tại vi á, cái nào cũng hiệu quả hết, nhưng mà cái xịt bưởi á thì nó rẻ hơn mọi người ha. Nó có 90.000 một chai hả, thì em cũng mấy chị hỏi á, em cũng đang lấy xịt tóc tại vi về á cả nhà, thì xịt tóc tại vi thì nó cũng mắc hơn vài chục ngàn ha. Thì nói chung là em sẽ để cái giá rẻ cho mấy chị em nhà mình dùng. Hiện tại thì trường nó xịt tóc tại vi là 180, nhưng mà có thể là em sẽ để cho mấy chị 150 hoặc là rẻ hơn, chị nào sỉ thì rẻ hơn ha mọi người ha. Đó, nói chung là lấy nhiều thì được cái giá nó ok, còn lấy ít thì cái giá nó cao mọi người ha. Cái gì cũng vậy, mấy chị lấy hàng mà giá nhiều thì mấy chị sẽ được cái giá rẻ, mà mấy chị lấy ít thì cái giá nó hơi cao mọi người. Đó đây đó, fair bill với mấy chị ha. Rồi ha, hôm nay có nhiều chị vậy nè. À, bảo là mấy đứa bé nó vô nó mua, mấy đứa em nó vô nó mua, đứa nào nó cũng nói là mẹ em không biết xem ở đâu mà thấy chị bắt em là phải mua kem của chị. Trời ơi, cảm ơn mấy chị nhiều nha. À, còn bé thì nói là mẹ em nói là không có tin tưởng mua của ai hết trơn, chỉ có mua của chị thôi, mua kem chỗ khác tào lao bắt xế bắt công lắm đó, nên là bắt em phải đặt kem bên chị đó. Thì nói chung là mấy bà làm như vậy là tôi chịu lắm nha. Mấy bà làm vậy là tôi chịu lắm luôn á, nhưng mà mấy chị làm vậy là em mắc nợ mấy chị đó nha. Làm gì là em mắc nợ mấy chị nhiều lắm. Cảm ơn mấy chị đã thương yêu em ha, đã thương yêu, tin tưởng và ủng hộ em ha. Cảm ơn mấy chị em nhà mình rất là nhiều. Đó, thì nói chung là mấy chị làm gì là thiệt sự luôn là em mắc nợ mấy chị đó nha. À, mấy chị làm gì
bà làm như là tôi cưng mấy bà lắm luôn á nha. Cưng mấy bà lắm rồi mắc nợ mấy bà nữa, không biết làm sao đây, làm sao để gặp mấy chị đây, mấy chị mà thương yêu em làm sao để em gặp mấy chị đây ha. Cuối năm đi ha, cuối năm đi, bây giờ chị em nào mà mấy chị mà ở đa số số đông đi, ở tỉnh nào số đông đi, em sẽ tổ chức một cái bữa tiệc ha, đãi cho mấy chị em nhà mình ăn ha, tập trung cuối năm vui chơi ha. Chị em nào ở khu vực nào nhiều, tập trung nhiều mấy chị, chị em nào ở khu vực nào nhiều nói đi, rồi em sẽ về đó thăm mấy chị ha, thăm mấy chị, tổ chức một cái bữa tiệc ra quán mấy chị em mình ăn ha, mấy chị em mình ăn chơi ha, một bữa ha cả nhà ha. Tại vì mấy chị thương em quá, em cũng không biết làm sao luôn á mọi người. Mấy chị thương em quá, em cũng thương mấy chị luôn. Cảm ơn mấy chị em nhà mình rất là nhiều nha. Nực quá em tắt cái quạt á, nãy giờ quên mất lịch sự quá. Mất lịch sự quá. Tại vì em tắt cái quạt á cả nhà, em tắt cái quạt á mà nó nóng quá nè, nó nực quá nè. Cái con này thiệt sự luôn. Mỗi lần qua clip là bị con mèo nó phá cả nhà, nó đeo em suốt luôn á mọi người. Nó là ngồi dưới này dít kem thì bả ở trên đó bả kêu hoài, tới chừng nào mà ẩm bả xuống thì thôi, mà thả nó xuống đây bắt đầu nó quậy, nó nên phóng lên phóng xuống làm hoài vậy đó cả nhà. Mời mấy chị ăn khoai lang ha, cái bụng quá ăn khoai lang cả nhà ơi. Khoai lang ngon, khoai lang chiên, bữa nay không có ăn cơm luôn á nhà, bữa nay đi quay á làm không có đi mua cơm được ăn á, nên là ăn khoai lang chiên luôn, thấy người ta bán đi ngang mua ăn luôn mọi người. Đi mua cơm phải lại bỏ đi làm biết cái nhà, lại bỏ đi mua cơm làm biết cái nhà ơi. Rồi bây giờ để em soạn hàng đi, em soạn hàng xíu đi cả nhà, đơn nhiều quá soạn trước đi, rồi xong rồi cái bắt đầu em mới quay clip cho mấy chị xem được ha. Cảm ơn mấy chị em rất là nhiều nha, đã tin tưởng và ủng hộ em nha mọi người. Rồi bây giờ vô clip trộn cho chị này nha cả nhà ơi. Chị đầu trắng nhiều mà không bỏ tẩy thì không thể nào trắng nhiều được. Bây giờ là em chọn bỏ cho chị hai hộp buông thở tẩy nhẹ thôi cho nó năng tông từ từ ha. Rồi là chị xài thử được thì mình năng đô lên ha cả nhà ha. Chị nào mình muốn mạnh thì mình sẽ năng đô lên, chứ bây giờ mà cốt không thì nó chỉ là cốt dưỡng thì không thể nào mà trắng được. Mà da thì nhạy cảm, không chịu pha tẩy, em cũng không biết đường. Nhiều ca khó quá em cũng không biết đường, khó đỡ. Nhầm khi không lẽ không nhận bán mọi người, không nhận bán thì sao được cả nhà. Đó, nhiều cái da đòi thiệt sự luôn là chóng mặt. Chóng mặt luôn á mấy chị chứ không phải giỡn đâu. Chóng mặt với mấy bả luôn. Thôi kệ, cũng gán chiều. Bây giờ pha cho sức thử đi, rồi có gì thì thêm bớt sao, chứ giờ em cũng không biết được. Đờ nao, kem đờ nao. Này là xăm vàng. Lựa kem xịn pha cho chỉ không. Lựa mấy cái kem trắng á pha cho chị. Này là xăm vàng. Này là vết hồng chống nắng, vết xăm đỏ, vết hồng chống nắng rồi vết xăm đỏ. Nó lựa mấy cái kem xịn xịn không á cả nhà ha, để trộn cho chị. Nên em khui cái hết, em quay cho nó lẹ cả nhà. Này chắc một ngày em phải trộn tầm 10kg mới bán đủ á mấy chị. Bữa nào em trộn sẵn á, nó ngộ lắm cả nhà. Bữa nào em trộn sẵn nhóc hết trơn nha. Bữa nào em trộn sẵn 5-6kg ha. Bữa đó bán ế. Trời ơi bán ế. Này dít xăm đỏ. Bữa đầu bán ế cả nhà, không bán được mấy đơn. Bán được có mấy đơn à. Còn bữa nào mà không trộn, ngày nào mà không trộn là ngày đó hả. Em nói với mấy chị hả, là đơn đặt trộn nhóc hết trơn luôn. Đó, rồi cái bắt đầu trộn không kịp. Trộn không kịp mọi người, kiểu gì đó. Thiệt sự không, khó hiểu quá. Khó hiểu quá cả nhà ơi.
buôn bán, cái ngành buôn bán này nó ngộ lắm mọi người. Nãy giờ quên tắt cái quạt rồi cả nhà, thôi kệ rồi, lỡ rồi. Buôn bán này nó ngộ lắm mọi người, không có khách đó thì buồn ha, buồn ngồi ha, thất thơ thất hởn giống như là thất nghiệp vậy đó cả nhà. Buồn ha, còn mà tới chừng bán đắt cái bắt đầu nó mệt mỏi ha, mà không kịp nó mệt ha, quạo quọ. Nghề buôn bán nó vậy đó cả nhà, ai cũng vậy hết trơn á mọi người ơi. Này là AC Thái. Rồi em sử dụng hai hộp Việt Lan nhỏ thôi. Ủa muôn thở chứ lộn, hai hộp muôn thở nhỏ cho nó kích nhẹ cho chị xài thử coi được không, chứ em cũng không có dám bỏ nhiều nữa, bỏ hai hộp cho nó kích nhẹ lên tông rồi xài thử coi sao rồi tự thêm. Nếu mà cảm thấy mà nó không có trắng nhiều hoặc là nó hộp nó không có ngứa thì chị có thể tự thêm tẩy về, mình mua thêm hai ba hộp tẩy để mình bỏ vô ha, mình xài thử trước đi rồi cái da như thế nào chứ giờ em cũng không biết nữa. Chị nói là cái da của chị nhạy cảm thì em không có sử dụng tẩy nhiều thì em thay bằng kích theo cả nhà ha, em thay kích nha, kích cho nó nâng tông da, chứ giờ không xài tẩy không xài gì hết thì nó chỉ là cốt thái không thôi mọi người, nó không có lên tông nổi. Rồi cho một kích Như Ngọc, một kích Như Ngọc, một kích Lan Anh. Mấy cái kích này nó không có nhạy cảm mà, mấy kích này xài được không chị? Kích kích Albutin nó nhiều da không chịu là ngứa nên em không có dám bỏ kích Albutin ha. Kích Albutin là mấy cái da nhạy cảm nó hay ngứa lắm. Có nhiều chị xài nó hay ngứa. Rồi. Một cặp nấm đỏ. Ủa cái này chị đặt hũ mấy gam quên rồi, 450 gam hết rồi. Vâng. Chị Sương Phạm nè, 450 gam. Rồi cho một tép én chống ngứa luôn. Én Thái. Da nhạy cảm không có dám bỏ tùm lum mọi người ơi, bỏ tùm lum quá cũng không được nữa nha cả nhà nha. Da mình nhạy cảm mình xài cái gì đơn giản cho em, không có xài tùm lum tùm lum từ lưa hộp dưa cái nó mất công lắm. Rồi em sẽ cho một ít đánh lên đi, đánh cái này lên cái đó. Vét nó lên cho nó đều cái mấy chị ơi, vét cho nó lên. Câu điện lỗi nó quanh đây đây, vét nó lên cho nó đều. Móc dưới đây nè, nó hay đóng đóng ở dưới đây lắm, móc nó lên hết.
cái này em chọn có hai hộp việt lã muôn thở nhỏ à, rồi về chị xài thử coi nó có ngứa hay là không. Nếu mà nó không ngứa thì chị có thể thêm tẩy vô cho nó mạnh, hay là tùy chị nha. Mình có thể đánh tẩy riêng ở ngoài cho nó mịn rồi mình để vô, còn không thì mình để gì mình xài luôn cũng được. Rồi lần sau nói với em tăng đô lên cho chị ha, xài thử trước đi, giờ không có dám bỏ cái gì hết trơn á. Cốt thái thôi nè, cốt thái với kích thôi chứ không có dám bỏ cái gì hết trơn á mọi người ơi. Tại vì thường đa phần mấy cái da nhạy cảm em sợ lắm cả nhà. Da nhạy cảm thì chỉ có xài combo giống như em thôi, cốt thái thôi cả nhà ha. Cốt thái với lại dưỡng, cốt thái với dưỡng với lại cốt thái dưỡng vậy thôi đó, không có xài gì được hết trơn mọi người. Nè, cái này là serum, ấy lộn cái gì, Abutin, Abutin khử thâm chống nắng. Rồi serum cấp ẩm, cho 3 miếng serum nâng cơ cho nó mướt cái da ẩm nhiều, tại vì chị da chị mới lột hay sao á, chị nói da chị mới lột hay sao á. Cho serum phúc ẩm nhiều vô miếng cho nó, mấy cái da mới lột mà nó bong cái lớp da hai là mấy chị phải xức kem ẩm nhiều vô cho em nha, xức kem ẩm vô. Chi biết không mấy chị. Rồi bây giờ bỏ dưỡng vô. Dưỡng thì em sẽ cho cái gì sắc hương, một ít sắc hương vô. Rồi một chút whitening. Rồi đánh lên là xong cả nhà. Chị hũ 450g của chị ha, xong phin chắc kem nè mọi người, cốt chuẩn hết luôn nha mọi người. Đó, cốt chuẩn hết nha chị em nhà mình ha. Đó, thấy chưa, xịn sò cho mấy chị ha. Xong cái hũ 450g đây cả nhà. Đây chị già chị cứ xài thử đi, rồi chị muốn mạnh thì chị cứ thêm tẩy hoặc là chị tăng đô lên ha. Chị có thể thêm một ít tẩy hoặc là một ít bạch ngọc liên gì đó, tùy ha, tùy theo da chị xài thử coi nó có chịu không. Với lại cái da mới lột mình nên là ủ cốt thái đi cho nó mềm cái da ha, nó không có bị khô da. Rồi xài hết hũ này đi, muốn tăng đô thì nói với em tăng đô cho mình ha. Cái đầu như con điên cái đầu như con điên luôn mấy chị, tóc con nó ra quá trời quá đất luôn mọi người ơi. Nè, nó tóc con nó ra mà em buộc tóc cả nhà, miệng nó xiết cái đầu em là em đau, em nhức đầu em chịu không nổi. Mà bây giờ cái cây kẹp tóc của em nó gãy rồi, em lấy cái này em buộc nè, này em buộc thì nó lỏng quá, nó tuột mà xiết quá thì nó cứ đau cái đầu. Cái đầu em không có buộc xiết được mọi người, buộc xiết là nó bị đau cái đầu mà cả nhà. Thì xong rồi ha cả nhà ha, combo này là combo cốt thái pha tẩy nhẹ, nhẹ thật là nhẹ luôn cho cái da nhạy cảm mới lột. Chị này mới lột xong
Đó, đặt em hũ 450g mà da thì bị ngứa nhạy cảm mà muốn trắng, cả nhà không có muốn xài cốt thái không? Tại vì em tư vấn nếu mà da nhạy cảm á, thì mình xài cốt thái dưỡng không thì chị không có chịu, chị đòi phải lên tông mà trắng. Thì bây giờ em nhá nhẹ hai hộp tẩy nhẹ thôi, rồi mình xài thử đi, mà mình chịu mình không bị ngứa thì mai mốt chị thêm 4 hộp 5 hộp tẩy nữa, đó là nó lên tông. Còn cái này là nhẹ thôi, nhẹ đô thôi, để cho cái da mình nó ủ nó mướt, cái lúc mà da nó mới mới lột quá thì thường nó sẽ bong cái lớp 2, mà bong cái lớp 2 thì nó sẽ căng cái da lên, cho nên là mình phải ủ ẩm nhiều vô, kem ẩm nhiều vô, ủ vô làm cho nó bong hết cái lớp 2 đó đi, rồi mình dưỡng kem he, rồi lần sau muốn mạnh nữa thì chuyển qua xài mạnh cho em he mọi người ha. Rồi kết thúc clip nha cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã thương yêu và ủng hộ em nha cả nhà nha. À, chị em nào á, mà có vấn đề gì da như thế nào á, hoặc là thích làm sao thì mấy chị cứ nói em pha theo ý mấy chị ha, cho nó dễ. Chứ nhầm khi em tư vấn vòng 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 rồi mấy chị cũng theo ý mấy chị hà, mất thời gian. Ví dụ như mấy chị muốn sao mấy chị nói cái một rồi em chốt cái rồi em pha theo ý mấy chị cho nó dễ. Chứ mấy bả hỏi vòng 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 cũng hồi cũng y chang à mọi người. Giống như là mình thích cái món đó hoặc là mình thích làm cái vấn đề đó rồi, người ta có tư vấn hoặc người ta có bàn cỡ nào đi mình cũng chốt ngay cái vấn đề của mình thôi, mình thích cái đó rồi cả nhà ha. Rồi bởi vì mấy chị thích sao mấy chị cứ nói đi cho em dễ. Chị em nào da nhạy cảm thì xài combo giống như em, cốt thái pha dưỡng không. Đó là mình xài thôi để nó giữ tông da thôi chứ nó không có trắng nhiều mà nó lên tông nhẹ nhẹ từ từ. Còn chị em nào mà mình da mình bình thường thì mình xài sao cũng được. Chỉ sợ những cái da nhạy cảm nó hay ngứa thôi cả nhà, nó hay ngứa nó hay nổi mặn đỏ thôi, là cái da đó giống như da em vậy đó, là mình không có xài tẩy hay là cái xài cái gì được hết trơn á, cho nên là bắt buộc mình phải xài cốt thái dưỡng nha cả nhà ha. Rồi em xin kết thúc clip nha, chào tạm biệt cả nhà mình nha, cả nhà nhớ hãy like, share và subscribe cho em nha mọi người.